Thưa quý vị và các bạn, tính từ thời điểm hòa lưới tổ máy 1 nhà máy thủy điện Hòa Bình ngày 30 tháng 12 năm 1988 đến 12 giờ 40 phút ngày 10 tháng 9 năm 2023, thủy điện Hòa Bình đã đạt sản lượng 270 kWh điện. Kết quả này là một mốc son trong 35 năm quản lý vận hành và khai thác hiệu quả công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu này. Kể từ khi đi vào vận hành, nhà máy thủy điện Hòa Bình gồm 8 tổ máy, tổng công suất lắp đặt là 1.920 MW đã góp phần cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu điện ở nước ta trong một thời gian dài. Sau khi có thủy điện Sơn La, hiệu quả phát điện của thủy điện Hòa Bình tiếp tục tăng 12 đến 15% so với giai đoạn trước đó. Sản lượng điện sản xuất luôn vượt thiết kế và duy trì mức từ 9 đến 10 tỷ kWh một năm. Trong đó, năm 2018 là năm đạt sản lượng cao nhất, đạt 12. .000... 290 tỷ kWh vượt 1,5 lần so với thiết kế. Ngày 9 tháng 9, hội nhà báo tỉnh tuyên quang phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, hội nông dân tỉnh tổ chức trao giải cuộc thi báo chí tuyên quang trung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ 11 năm 2022. Cuộc thi có 121 tác phẩm tham gia là các bài viết ảnh phóng sự truyền hình thuộc các thể loại về đề tài xây dựng nông thôn mới. Các tác phẩm tập trung phản ánh về các mục tiêu chủ thể xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền biểu dương các điển hình xây dựng phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn mới, tấm gương nông dân vượt khó, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục bản sắc dân tộc, nhất là phản ánh biểu dương phong trào gương người tốt, việc tốt, góp sức xây dựng nông thôn mới. Ban tổ chức cuộc thi đã trao 7 giải giải A, 14 giải B, 16 giải C và 15 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc, đồng thời phát động cuộc thi tuyên quang trung sức xây dựng nông thôn mới lần thứ 12 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hải Dương triển khai xây dựng 5 hợp tác xã kiểu mới theo đề án lựa chọn hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025. Các hợp tác xã kiểu mới này được tỉnh Hải Dương ưu tiên hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tỉnh Hải Dương hiện có 524 hợp tác xã, một liên hiệp hợp tác xã, phần lớn là các hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 304 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã khoảng 2 tỷ đồng một năm, lợi nhuận ước đạt 170 triệu đồng một năm đầu tư hạ tầng thiết yếu là một nội dung quan trọng nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tuy nhiên tại địa bàn nhiều xã vùng cao tỉnh hà giang các tiêu chí về hạ tầng như đường giao thông trường học nhà ở cư dân vẫn còn ở mức thấp thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia chính quyền các cấp cơ sở ở hà giang đã lồng ghép nguồn vốn dồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thăng Mố là xã biên giới của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang với 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân mong muốn có nhà văn hóa, hội trường thôn để hội họp sinh hoạt cộng đồng. Năm 2023, Ủy ban nhân dân xã đã lồng ghép nguồn vốn từ ba chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng thêm 4 nhà văn hóa mới ở 4 thôn bản vùng cao của xã. Trước thì chưa có cái nhà văn hóa thôn này thì mình họp thôn thì mình tiếp truyền bà con về nhà nhà trưởng thôn họp là bây giờ thì có cái nhà và và hóa này thì bây giờ thì họ thì e, bảo anh yên về để tập trung họ ở thôn này họ, họ ở cái nhà và hóa này xã Mộ Duệ có 5 trên 15 thôn nằm trong diện đặc biệt khó khăn chưa được đầu tư về hạ tầng giao thông điện lưới quốc gia xóa nhà tạm để tháo gỡ khó khăn cấp ủy chính quyền xã đã lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia với phương châm ưu tiên cho vùng khó nhờ đó các hộ nghèo đã được hỗ trợ xây mới nhà cửa với mức hỗ trợ là 40 triệu đồng một hộ điện lưới quốc gia cũng được kéo về thôn bản, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn cũng đang dần được hoàn thiện, mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân. Chúng tôi cũng đã cơ bản hoàn thành một cái tuyến đường bê tông và hai cái nhà văn một điểm nhà văn hóa, cải tạo sửa chữa nhà văn hóa và một điểm trường tiểu học. Các cái công trình xây dựng cơ bản thì là hiện nay là đang tiếp tục đôn đốc các cái đơn vị thi công để nhanh cái tiến độ để thực hiện hoàn thành chủ động linh hoạt lồng ghép các nguồn vốn nhằm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các thôn bản vùng sâu vùng xa là giải pháp của các cấp chính quyền cơ sở tại xã vùng cao Hà Giang. Trong đó ưu tiên nguồn lực dành cho các thôn bản khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của 34 xã biên giới. Từ đó người dân tại những nơi này có thể yên tâm bám bản, bám làng cùng cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng đời sống mới. Phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức 16 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.